Vâng, em đang cho thợ lắp hai đôi loa full 30, có hai cái cấu hình giá thành sẽ khác nhau một chút xíu anh em nhé. Và hai mẫu sẽ khác thùng, vỏ, bát, tép, phân tần hết. Các bác đôi bát, đôi loa ở ngoài là bát BM và tép BM, còn đôi ở trong này. Đôi ở trong sẽ bát RCF và tép neo từ 19 con 76. Tép neo bi 450 RCF, bi của nó được mạ chrome. Đôi này em lắp nhiều rồi, đánh tiếng rất là hay, từ 19 con 76 bát 30. Đấy. Và màng của nó là xếp đi điện sóng gân 3 gân bên trong phân tần này. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu báo giá tất cả các bác. Sáng nay em dựng loa, em gửi loa cho khách hàng là hai đôi loa full này. Một đôi full 30 giờ xếp và tép neo em gửi về trong tỉnh Thanh Hóa là 4 triệu 7 đôi này. 4 triệu 7 đôi này. Còn đôi ở ngoài đây thì nó sẽ khác vỏ. Đôi này là sơn sần này, còn đôi này là sơn sần cát nhé. Sơn sần cát. Từ 10 bát tép của nó là 450 của BM, từ 142 cùng 14 hàng hãng công ty này. Và thùng của con này thì nó khác một chút, là thùng của nó sẽ chôn gen nhá. Thùng sơn sần cát bản này cao cấp hơn bản kia một tí xíu. Thì bát của nó là 30 từ 19 con 76 của BM. Đấy, bên trong phân tần là F2A nhá. Thùng chôn gen này. Bát 30 BM từ 19 con 76 gân 2 gân màng sơn dầu bóng này. Đấy. Ngoại quan thì anh em có thể là xem được hai cái mẫu này. Thì nếu như các bác mà thích cái đôi mà full 30 mà dựng là bát tép BM thùng sơn sần cát chôn gen thì cặp này có giá là 4 triệu 8 một cặp. Đấy. Nó cao cấp hơn về vỏ loa rồi phân tần. Còn nó bên đôi bên trong đây thì là bát từ xếp tép neo thì em đang dựng hai cái mẫu này. Thì nó xem giá nhau thôi. Cặp này 4 triệu 7, cặp này 4 triệu 8. Thì hai cái mẫu này để cho anh em tham khảo. Thì nếu như mà các bác quan tâm đến cái mẫu giờ xếp tép neo hay là bát BM, tép BM thì liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng. Nếu mà so sánh hai đôi này chất âm nó sẽ như con giờ xếp kia thì bát sẽ tốt hơn, nhưng mà lời sẽ kém hơn con BM này một chút xíu. Nói chung là 1-9, 1-10 thôi. Thì nếu các bác mà muốn lời nhiều một tí thì cái đấy con bát BM và tép BM. Nếu có nhu cầu đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng các bác nhá.